quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Tòa án tối cao Israel đã xem xét đơn tính cầu đóng cửa một nhà tù quân sự nơi binh lính bị cáo buộc ngược đãi người Palestine qua một đoạn video mới xuất hiện cho thấy cảnh tấn công tình dục một tù nhân Palestine. Một báo cáo mới từ nhóm nhân quyền Israel có tên là Bethlehem đã phát hiện ra rằng các tù nhân Palestine bên trong các nhà tù của Israel đang bị tra tấn và ngược đãi một cách có hệ thống. Hoa Kỳ đã phản hồi với thư ký báo chí tổ bạch ốc là Karin Jean-Pierre cho biết các báo cáo này rất đáng lo ngại. Các báo cáo về hiếp dâm, tra tấn và lạm dụng thực sự rất đáng lo ngại. Chúng tôi đã nói rõ ràng và nhất quán với Israel rằng họ phải đối xử nhân đạo và tôn trọng tất cả những người bị giam giữ theo luật pháp quốc tế. Và phải tôn trọng quyền con người của những người bị giam giữ và phải bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với mọi hành vi lạm dụng hoặc là vi phạm. Chúng tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi ủng hộ việc IDF điều tra các cáo buộc về việc binh lính IDF ngược đãi nghiêm trọng những người bị giam giữ Palestine. Điều cần thiết là phải tuân thủ pháp luật và quy trình tố tụng hợp pháp. Đó là những gì chúng ta sẽ thấy và rõ ràng là chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc trò chuyện đó trong đoạn phim giám sát bị rò rỉ và được phát sóng trên kênh 12 của Israel, những người lính trừ bị của Israel được nhìn thấy đang chọn một người bị giam giữ trong số một nhóm lớn những người đàn ông bị bịt mắt. Người ta tin rằng đoạn video này xuất phát từ trại giam CD Tayman. Kế tiếp, người bị giam giữ được đưa đến một góc. Sau vài giờ, anh ta được đưa đến bệnh viện với các báo cáo y tế mô tả tình trạng của anh ta là phức tạp. Đồng thời nói thêm rằng anh ta bị chảy máu do bị một vật gì đó đâm vào. Nhóm nhân quyền Bethlehem cho biết các hành vi bạo lực nghiêm trọng và tấn công tình dục thường xuyên xảy ra trong các nhà tù. Nhóm đã thu thập được 55 lời khai từ những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Hầu hết trong số họ cho biết bị giam giữ mà không bị buộc tội. Trong số đó có Mariam Salab, 21 tuổi, một sinh viên ngành dược đến từ quận Hebron. Chúng tôi bị đưa đến một cánh đồng. Một trong những người lính đá tôi và tôi ngã sấp mặt. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên để thở, nhưng họ dùng chân đẩy đầu tôi xuống. Từng người lính một đá và đánh vào bụng cũng như là lưng tôi. Có lần, hai người lính đứng trên lưng tôi trong ba phút. Trong ba phút đó, tôi tự nhủ. Thế là hết. Đây là hồi kết của tôi. Được biết các nhóm nhân quyền đã tham gia vào một cuộc chiến pháp lý kể từ tháng 6, để đóng cửa trại giam Sudetayman, nơi Israel giam giữ nhiều người Palestine bị giam giữ ở Gaza kể từ tháng 10. Các nhóm này khẳng định rằng điều kiện tại cơ sở này rất nghiêm trọng và việc ngược đãi của binh lính Israel là chuyện thường tình. Họ đưa ra tuyên bố dựa trên lời khai của những người bị giam giữ được thả và những người tố giác được Israel. Báo cáo của Bethlehem có tựa đề Chào mừng đến địa ngục. Một số người bị giam giữ cho biết đó là cách họ được binh lính Israel chào đón khi đến nhà tù. Những lời khai khác kể về chi tiết về việc đánh đập tàn bạo và tra tấn thường xuyên. Một người cha 53 tuổi của năm đứa con là ông Ashraf El Mustasef cho biết binh lính thường bật nhạc lớn suốt đêm để ngăn không cho tù nhân ngủ. Một buổi sáng lúc 6 giờ, họ đột kích phòng giam của chúng tôi. Khoảng 15 lính canh cùng một con chó khổng lồ Đôi khi họ bắt nó tấn công những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Họ tấn công tất cả chúng tôi, đá và đánh chúng tôi bằng gậy. Tôi đang dựa vào tường sau những người khác trong phòng giam thì họ bắt đầu đá tôi vào cổ, vào tai tôi. Thật không may tôi bị một cú đánh rất mạnh vào tai và đã hoàn toàn mất thính lực ở bên tai đó. Beth Salem cho biết các lời khai cho thấy kết quả việc chuyển đổi vội vã hơn một chục cơ sở nhà tù của Israel, cả quân sự và dân sự thành một mạng lưới các trại dành riêng cho việc ngược đãi tù nhân như một vấn đề chính sách. Trong đó quân đội Israel nói rằng họ hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc về hành vi ngược đãi có hệ thống, bao gồm cả lạm dụng tình dục trong các cơ sở giam giữ của mình. Trong đó Ai cập và Anh yêu cầu các hãng hàng không của họ tránh không phận Lebanon và Iran trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về xung đột khu vực rộng lớn hơn. Một cuộc tấn công dự trù sẽ diễn ra trong những ngày tới sau lời thề trả thù từ Iran và Hezbollah. Vì vụ ám sát thủ lãnh Hamas là Ismail Haniyeh và chỉ huy quân sự Hezbollah là Fuad Skorker vào tuần trước. Một cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, gọi tắt là OIC, đã được tổ chức theo yêu cầu của Iran để thảo luận về vụ ám sát thủ lãnh Hamas là Ismail Haniyeh và phản ứng của Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Gamia là Mamadou Tangara nói với cuộc họp rằng vụ ám sát đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. It's Hành động phi pháp này không chỉ làm suy yếu triển vọng giải quyết hòa bình mà còn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này. Hành động xâm lược, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran bằng cách ám sát một nhà lãnh đạo chính trị trên lãnh thổ của nước này là một hành động không thể xem xét riêng lẻ. Trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Matthew Miller cho biết Hoa Kỳ hy vọng cuộc họp của OIC cũng thúc đẩy việc hạ nhiệt các căng thẳng. Chúng tôi hy vọng cuộc họp của OIC kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sẽ xảy ra. Điều mà chúng tôi đã đang và cố gắng thực hiện trong suốt tuần qua. Đó là tất cả các bên có mối quan hệ với Iran đều gây ấn tượng với Iran, giống như cách chúng tôi đã gây ấn tượng với chính phủ Israel, rằng họ không nên thực hiện bất kỳ bước đi nào để leo thang xung đột. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.